Chào mừng các anh chị đến với câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream. Một công thức bí kíp cho mức tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, tôi xin được tự giới thiệu. Thư họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú, là thành viên của nhóm học tập E là của doanh nhân Mr. Ba Bảo và doanh nhân Miss Ánh Nhung các anh chị ha. Và rất là tuyệt vời. Cảm ơn và biết ơn các anh chị đã có mặt cùng Thư trong cái buổi livestream này. Thì bộ công thức mà Thư chia sẻ với các anh chị ha, được tạo ra bởi doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú, là người sáng lập nên câu lạc bộ trí tuệ tú các anh chị ha. Thì các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này được không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau gieo những hạt giống thiện lành, và để những hạt giống đó thì nhân lên gấp 1.000 lần và quay trở về với anh chị được không ạ? Rồi, các anh chị có thể tag những người bạn mà đang người quen mà đang mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, hay chỉ đơn giản là họ muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống, thì hãy tag họ vào phần comment của livestream này được không ạ? Thư cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị. Rồi, anh chị nào mà làm xong rồi á, mà có thành công gì á từ hôm qua tới giờ, thì anh chị có thể comment lên khung chat để Thư cùng ăn mừng với các anh chị chúng ta nhé. Rồi, rất là tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Tự nhiên hôm nay Thư lên livestream mà Thư tự nhìn mình ở trong livestream thấy mình xinh quá. Thì tất cả những anh chị mà tham gia livestream, tại vì Thư xinh nên là các anh chị tham, thì Thư sẽ hút đến những người xinh, cho nên là chúc mừng tất cả các anh chị mà đang tham gia livestream ha, thì các anh chị cũng là những con người xinh đẹp và chúng ta được hút đến với nhau. Anh chị rồi anh chị nào mà đã hoàn thành tác những người bạn thân yêu rồi, gieo những hạt giống tốt lành rồi, thì comment lên đúng số 1 cho Thư thấy nhé. Rồi, cho Thư xin một vài giây nữa nha. Các anh chị nhớ cười thật là nhiều lên nha, tại vì cái nụ cười nó rất là vi diệu các anh chị ha. Nó là một cái cách dễ dàng nhất để cho anh chị lấy lại cái nguồn năng lượng cho mình ha. Và anh chị biết rồi đó, ông bà ta thì có một cái câu quá là kinh điển rồi, là gì ạ? Một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị cười mà nó lại không có mất cái gì của anh chị hết, free anh chị ha, nên là hãy cười nhiều lên được không ạ? Tại vì, và còn một cái điều nữa là như thế này các anh chị ha, khi anh chị cười thì anh chị tự tạo năng lượng cho mình, mà năng lượng thì bằng gì ạ? Bằng năng lượng, đó chính là tiền đó. Cho nên anh chị cười nhiều thì khả năng cao là tiền về với anh chị dễ dàng hơn, được không ạ? Rồi, chúng ta bắt đầu. Tôi đã tag xong những bạn thân yêu của mình rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một cái thói quen tiếp theo trước khi mình bắt đầu cái buổi chia sẻ ha. Anh chị hãy cùng Thư nhắm mắt lại và ra quyết định, nghĩ về cái kết quả mà chúng ta mong muốn khi mà chúng ta tham gia cái buổi chia sẻ này là gì, đúng không ạ? Rồi, chúng ta bắt đầu nha.
Rồi, chúng ta quay trở về chỗ ngồi trước màn hình các anh chị ha. Thì hôm nay chúng ta đến với một cái chủ đề khá là hay đó các anh chị. Đó là gì ạ? Nè, chúng ta sẽ được học cái cách ứng dụng luật hấp dẫn để mà nó hiệu quả, cực kỳ hiệu quả anh chị ha. Chúng ta sẽ được học cái cơ chế của luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, với cách giao tiếp với tiềm thức và luật hấp dẫn anh chị ha. Sau đó chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung lớn hơn ha. Và thì có rất là nhiều anh chị, và những cái nội dung thì sau khi chúng ta nắm được những cái cơ bản ha rồi, thì chúng ta sẽ được học những cái cách là để chúng ta thu hồi thu nhập, cách để chúng ta ứng dụng để mà bán bất động sản, cũng như là các bí kíp giúp cho các anh chị gia tăng cái thu nhập ha trong cái quý này, thậm chí là trong năm 2024 này. Thì sau hai cái nội dung về cơ chế hoạt động của tiềm thức và nội dung giao tiếp với tiềm thức, thì Thu sẽ cùng đồng hành với các anh chị trong xuyên suốt những cái ngày tiếp theo. Cho nên là các anh chị hãy tham gia cái buổi livestream ha, cái buổi chia sẻ, không tham gia trực tiếp được thì cũng xin lại ha. Buổi thư cùng câu lạc bộ các anh chị, nếu như mình không tham gia một buổi mình sẽ bị hỏng mất cái chỗ đó các anh chị ha, bị hụt mất cái chỗ đó anh chị ha, một kiến thức anh chị. Là hôm sau là mình sẽ lại vẫn được, nhưng mà thương nghĩ là bình thường ban ngày thì chúng nói chung là các anh chị linh động thời gian ha. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu mà các anh chị tham gia vào cái buổi trao giá trị cộng đồng của câu lạc bộ chúng ta vào lúc 19:30 các anh chị ha. Thì tháng này thì chúng ta câu lạc bộ chúng ta đang có một cái chương trình đặc biệt, đó là những cái bí quyết để cho anh chị đạt được sự tự do tài chính, đúng không ạ? Anh chị nào chưa tham gia thì hãy liên hệ với người bạn của mình để và biết cái cách đăng ký. Chương trình hoàn toàn miễn phí cho anh chị ha. Anh chị nào chưa có bạn thì sao, liên hệ ngay với Thư để Thư hỗ trợ cho các anh chị đăng ký để anh chị tham gia ha. Rồi đấy, mình hành động các anh chị, mình học mình thực hành, đúng không ạ? Thì Thư tin chắc là chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục thực hành và hành động với 1.000% năng lượng và với một cái sự tự tin tuyệt đối, và luôn tự tin tưởng rằng trên cái hành trình mình đi á, luôn có vũ trụ hậu thuẫn, thì chắc chắn với các anh chị là kết quả tháng này với các anh chị là rất là bùng nổ luôn, để chúng ta tiếp cũng tiếp tục là cái bước đệm để cho xuyên suốt cái quý hai này, thậm chí là cả năm 2024 của mình nhiều tiền nhiều tài sản, được không anh chị ơi? Thì bao nhiêu trong số anh chị chúng ta nắm rõ rồi, chúng ta comment tôi đi ạ. Và các anh chị nhớ là chúng ta phải bám sát cái các cái buổi chia sẻ cho giá trị cộng đồng của câu lạc bộ chúng ta hơn anh chị ha. Và hồi nãy như tôi chia sẻ với các anh chị đó là cái buổi 19:30 của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú đó ha, anh chị nên tham gia các anh chị nha. Thì anh chị sẽ được gặp trực tiếp doanh nhân Nguyễn Thanh Tú, anh doanh nhân Mr. Công Minh, chính là hai nhà sáng lập ra câu lạc bộ trí tuệ ưu tú, là cái người mà đã chia sẻ cái công thức này mà giờ đây Thư đang chia sẻ lại với các anh chị, là người tạo ra cái công thức này nè, Thư đang chia sẻ lại với các anh chị nè, đúng không? Và các anh chị hãy ghi chép vào livestream của câu lạc bộ, đây chính là nền tảng để ha các anh chị học các buổi trao giá trị cộng đồng, các anh chị học. Nhưng nếu mà không có gốc rễ nha, thì kết quả thành công của mình đó có thể là nó hôm nay nó đạt được, anh chị đạt được, nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta khao khát anh chị ha, thì vũ trụ mang đến những cái nguồn lực giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó một cách nhanh nhất. Nhưng nếu chúng ta không có cái gốc anh chị, thì mình sẽ không thể nào bảo vệ và giữ gìn được cái thành công đấy. Cho nên là rất là nhiều người thành công giàu có, rất là nhiều người các anh chị vũ trụ hậu thuẫn cho họ bằng cách là cho họ trúng số, nhưng mà sao ạ, họ không giữ được, bởi vì năng lực, họ không có năng lực tạo ra cái số tiền đó anh chị, họ không có, và cái năng lực quản trị số tiền đó họ cũng không có luôn, và cái năng lực mà nhân giống đồng tiền bằng cái số tiền đó họ cũng không có. Chính vì vậy các anh chị ha, trong một thời gian ngắn họ đã mất cái số tiền đó và họ quay về cái điểm xuất phát của mình, và thậm chí là dưới âm mức anh chị, dưới cả cái mức xuất phát ngày trước luôn anh chị ha. Cho nên là các anh chị nhớ chút Thư một cái tư duy này anh chị nha, gốc rễ tạo nên hoa trái, chúng ta phải đi từ gốc rễ đi lên, và đi từ trên
khi mà mình gieo trồng anh chị và mình đi từ gốc rễ lên thì có một cái điều chúng ta phải đồng ý với nhau rằng là cái giai đoạn đầu tiên mình gieo một hạt giống xuống, cho Thương hỏi nha, mình gieo một cái hạt giống xuống anh chị không chăm sóc, không tưới nước, không bảo vệ nó, thì theo anh chị giống đó nó có nảy nở thành hoa trái không ạ? À, hay là bây giờ anh chị có một cái hạt giống rất là tốt, anh chị gieo ở trên cái nền bê tông cốt thép, thì theo anh chị nó có nảy nở thành hoa trái được không? Chắc chắn là không. Và khi mà chúng ta gieo, không phải là chúng ta gieo rồi xong rồi mình nói là chị để em ở đó đó nha, rồi tự lớn lên đi, tự phát triển đi, khi nào mà lên cây á, à, có trái thì kêu chị vô chị hái, kêu chị một tiếng, chị vô chị à, chị thu hoạch, chị là chị hái trái. À, có một cái cây ở đây mà Thư mong muốn chia sẻ để kênh chị ứng dụng ha, cho chúng ta, cho bản thân mình ha. Ông bà của mình hay nói là gì ạ? Có làm thì mới có ăn anh chị ha, có trồng, có chăm sóc, có gieo thì mới có gặt anh chị. Không phải là mình chỉ nghĩ rằng mình chỉ cần gieo trồng cái hạt giống về cái sự giàu có thôi. Giống như hồi chị giống giống như thế này cái gì ha, có một cái chị á, chị chia sẻ với câu lạc bộ như vậy nè. Cái doanh nhân ơi, cảm xúc quá nó quy luật của niềm tin đó là mình tin sao mình có kết quả như vậy. Chị thấy rồi, chị cũng tin là chị giàu, nhưng mà 10 năm nay, 20 năm nay chị chưa thấy chị giàu đâu hết á. Thì các vị doanh nhân nhóm chủ khi mà nghe như vậy thì cười các anh chị ha. Thì cái mới đặt câu hỏi để giúp cho chị gỡ gỡ ra được cái điều đó ha, là thế thì chị gieo cái hạt giống đó rồi á, chị có hành động cụ thể nào để cái hạt giống đó nó được phát triển trong cái điều kiện tốt nhất, và chị không, thế là sao anh chị? Chị không trả lời được anh chị, tại vì chỉ biết gieo thôi. Giống như chúng ta đã từng gieo rắc những cái điều chúng ta những cái điều những cái mong muốn của mình là thành công giàu có này, là hạnh phúc, là khỏe mạnh, nhưng liệu rằng các anh chị có kế hoạch cụ thể nào, lộ trình rõ ràng nào mà để chăm sóc những cái hạt giống mà anh chị vừa gieo chưa? Hay mình gieo trồng, mình mơ mộng, mình ảo tưởng là mình chỉ cần gieo thôi, việc còn lại cả thế giới lo. Dạ vâng, cả thế giới thì bận lo cho cái thế giới của họ rồi, bận lo cho họ rồi anh chị, không có thời gian đâu lo cho các anh chị. Cuộc đời của mình phải tự lo. Cho nên anh chị phải hình dung là cái gì đi từ gốc rễ thì nó phải có sự kiên trì, kiên nhẫn, và nó đi nhanh hay không nhanh ạ? Nhanh hay không nhanh là phụ thuộc vào việc chúng ta chăm sóc, bảo vệ cái hạt giống đó anh chị. Và chúng ta phải có niềm tin rằng khi chúng ta chăm sóc nó, bảo vệ nó, che chắn, che nắng, che mưa, che gió, đúng không? Là gì ạ? Là những cái tác động từ yếu tố ngoại cảnh ở bên ngoài, giống như là sâu nè, là thời tiết nè, này kia. Rồi có những người họ đánh cắp cái ước mơ của các anh chị. Vậy hả? Đấy, tức là họ nói những cái lời làm cho các anh chị á, muốn bỏ cuộc, thủy thủ toàn toàn ha, những cái lời mà không có hỗ trợ cho cái sự thành công giàu có của anh chị, sự phát triển của anh chị, rồi hay là thậm chí là cái tiếng nói nhỏ, cái con người cũ của anh chị tự nói với anh chị là không làm được đâu, rồi sự nghi ngờ anh chị, hay đó là những cái yếu tố ngoại cảnh đó các anh chị, mà nó ảnh hưởng đến những cái hạt giống của mình. Nên các anh chị phải có một cái môi trường, một môi trường để anh chị tham gia vào. Ở cái môi trường đó cũng có rất nhiều người, rất nhiều hạt giống, và có rất là nhiều người thu hoạch được hạt giống rồi, họ ở dưới cái bóng cây của cái sự giàu có, của cái cây giàu có rồi, thì anh chị sẽ có niềm tin rằng mình cứ bám, mình cứ kiên định, mình chăm sóc, mình tưới tiêu cho cái hạt giống của mình, rồi nó cũng sẽ đến ngày đến giờ nó sẽ đủ lượng, nó sẽ bắt đầu phát triển sinh sôi hoa trái anh chị ha. Cho nên mình phải có tầm nhìn anh chị, tầm nhìn là những gì mình học tập ngày hôm nay, là những gì mà mình nghĩ ngày hôm nay, mình hành động hôm nay, nó không phải là
cho cái câu chuyện ngày mai, và thậm chí là những hành động chúng ta có thay đổi, nhưng bởi vì chúng ta mong cầu, chúng ta không biết ơn, chúng ta thấy là ủa sao chị cũng học tập, chị thấy là mọi người về kết quả rất là nhiều mà chị không có, mà chúng ta không có. Dạ có đó anh chị, mà do là chúng ta không có tầm nhìn bao quát. Anh chị chỉ có cái tầm nhìn ở trên đỉnh núi thôi, còn từ chân núi đến đỉnh núi anh chị không có quan sát. À, mình đã đi qua gì ạ? Mình đã trải qua một cái đoạn đường rất là dài rồi, nhưng mình chỉ nhìn về phía trước thôi, ngó đó rồi và nói nãy giờ mình chưa đi được bao nhiêu hết. Anh chị nghĩ là anh chị thiếu sự công nhận chính mình nhé. Và khi mà chúng ta có cái sự không công nhận anh chị thì tiềm thức sẽ cảm thấy là không được yêu thương, nó thấy là những cái nỗ lực của nó làm nó không có ai yêu thương, không ai công nhận hay biết ơn nó, và nó sẽ cho anh chị tự làm, được không anh chị ơi? Nó sẽ cho anh chị tự làm để cho anh chị biết biết cái mùi ha. Nó sẽ nói là thôi chủ nhân giỏi rồi, cái đấy rồi, thôi thôi tự làm đi, được không anh chị? Cho nên là các anh chị phải có tầm nhìn. Thành công đó là một hành trình phát triển bản thân, cái hành trình là một hành trình không phải là đích đến đâu anh chị, là bởi vì khi mà anh chị đạt mục tiêu này rồi thì các anh chị lại có mục tiêu khác. Anh chị chinh phục, anh chị ra quyết định là khao khát hoài bão của mình thôi, mỗi năm là tiền nhiều lên đúng không ạ? Và chúng ta phải hiểu rằng khao khát hoài bão của mình ngày càng nhiều lên thì cái sự phát triển bản thân của mình cũng phải gia tăng tỷ lệ thuận, liên tục anh chị nha. Những gì mình nhận được sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị anh chị trao cho thị trường, thì khi anh chị đủ lượng thì gấp đổi. Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta nắm rõ comment tôi à? Cho nên là mình đừng có nôn hai anh chị. Thay vì như vậy, anh chị hãy vui vẻ. Cái việc đầu tiên là mình đã mình thấy được con đường và mình phải kiên nhẫn anh chị ha. Dục tốc thì bất đạt anh chị nha. Đốt cháy giai đoạn á, mà đốt cháy không đúng là một hồi á cô luôn anh chị ha, thành than luôn á nha. Đấy, nên là thường á, là tất cả mọi thứ câu lạc bộ chúng ta đều định hướng, và tất cả các anh chị doanh nhân thì đã trải qua cái hành trình này thì đều như vậy hết ha, đi từ gốc rễ các anh chị ha. Cho nên là các anh chị chúng ta phải biết bám sát, phải bám sát cái buổi chia sẻ cho giá trị cộng đồng của câu lạc bộ, ghi chép livestream được không anh chị ơi? Đó chính là cái nền tảng. Và nếu nếu anh chị nào mà chúng ta mong muốn bứt phá thì anh chị hãy cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện của câu lạc bộ thì sao ạ? Thì cũng được gọi là một trong những cái chương trình đặc biệt các anh chị, vì trong nhóm rèn luyện là một trong những cái chương trình rất là đặc biệt giúp cho anh chị có thể gì ạ, phát triển từ cái rễ của mình đi lên, từng bước một. Thì các anh chị cái sự giàu có đó là vô hạn ở trong vũ trụ này ha các anh chị, không có vũ trụ không có thiếu tiền đâu anh chị ha, chỉ là thiếu nhân tài thôi. Cho nên là chúng ta hãy đặt cái câu hỏi là đừng đừng được cái đặt câu hỏi là làm cái gì để có nhiều tiền nữa, mà thay vào đó thì đặt cái câu hỏi là làm thế nào để tôi có thể tạo ra nhiều giá trị, làm thế nào để tôi trở thành con người có nhiều giá trị, làm thế nào để tôi trở thành con người có nhiều giá trị hơn anh chị ha. Thì khi đó anh chị sẽ có nhiều tiền, tại vì những anh chị nào mà chúng ta hỏi làm thế nào để có nhiều tiền thì anh chị chỉ chăm chăm là tập trung đi kiếm tiền thôi, và bao nhiêu năm nay anh chị đi kiếm tiền rồi anh chị thấy nó có thoải mái không ạ? Bao nhiêu năm nay anh chị cũng trải nghiệm cái việc mà đi kiếm tiền rồi, anh chị thấy như thế nào?
không dễ dàng tí nào đúng không anh chị? Cứ lên xong rồi nó lại xuống, rồi mình cứ hồi hộp thế nào á. Tại vì đơn giản là những cái giá trị mình trao đi á nó ít, nhưng mà cái việc mình nhận về á nó không nhiều anh chị. Có nghĩa là những gì anh chị trao đi á, những gì mà anh chị nhận về á, nó cũng tương xứng như nhau thôi, tương xứng anh chị ha, tỷ lệ thuận ha. Cho nên anh chị yên tâm đi ạ, giá trị nội tại của anh chị càng cao, giá trị của anh chị càng lớn. Và chính vì doanh nhân với sân khấu của chúng ta, các anh chị doanh nhân nhóm chủ có được cái tầm nhìn đó, nên trên cái hành trình này các vị doanh nhân ở thời điểm ban đầu á, mọi người ở trong cái giai đoạn, mọi người trong cái thời giai đoạn ban đầu mà phát triển á, cũng đi bắt đầu từ đầu á, anh chị, từ con số không á, thì mọi người đã rất là bình tĩnh luôn các anh chị, không có bị cảm xúc là ôi sao chưa thấy tiền đâu, sao chưa thấy thành công đâu, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 5 rồi sao chưa thấy tiền đâu cả. Và Miss Thanh Tú của chúng ta thì sao ạ? Cứ kiên trì kiên định. Và tại vì Miss Thanh Tú biết được rằng là mình đi gieo trồng hạt giống rồi, việc của mình là chăm sóc nó thông qua những cái niềm tin tư duy, những cái cảm xúc đúng, ở gần những cái con người đúng và bảo vệ nó mỗi ngày. Anh chị kiên trì kiên định là không để ai tác động để mà mình bỏ cái hạt giống của mình đi hết anh chị. Cái hạt giống thành công giàu có của mình không có để ai tác động hết anh chị ha. Đó là ước mơ, là mục tiêu của mình mà. Tại sao á chúng ta lại để người khác cướp đi cái lấy mất trộm mất được đúng không ạ? Cho nên là Thư các anh chị phải đến gần đây thì Thư mới thật sự là trải nghiệm được những cái kiến thức này, mặc dù mình nghe mình thấy rất là đơn giản đúng không, nhưng mà Thư đã thật sự trải nghiệm trên chính cái cơ thể của mình và nó rất là cảm xúc luôn các anh chị không. Miss Thanh Tú của chúng ta cũng như vậy, những ngày đầu tiên cũng như vậy anh chị ha, thì đã rất là kiên trì kiên định, gặt hái được rất là nhiều thành công. Nhưng anh chị nhìn thấy là những cái người thành công đó, hay thậm chí là bây giờ những cái người mà không có cơ hội nói chuyện với những triệu phú ở ngoài kia đi, hay là những cái người tỷ phú ở ngoài kia đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nè các anh chị mỗi cái buổi chia sẻ cho giá trị cộng đồng của câu lạc bộ là các anh chị đang nói chuyện với những cái người rất là thành công nè, đang các anh chị doanh nhân nhóm chủ đang chia sẻ với các anh chị mỗi ngày đó. Doanh nhân Miss Thanh Tú, anh doanh nhân Mr. Công Minh, chị doanh nhân Miss Thủy Vũ, chị doanh nhân Miss Bảo Châu và tất cả các anh chị doanh nhân nhóm chủ đó đang chia sẻ cho các anh chị đó một cái điều, một cái bí mật chính là gì ạ? Đó là tất cả những người thành công họ đều làm chính xác như vậy anh chị ha. Đó chính là nâng cao giá trị của bản thân họ lên. Họ lúc nào cũng hỏi là làm thế nào để họ có thể trở thành con người có nhiều giá trị hơn, thì tự khắc vũ trụ sẽ trả cho họ bất cứ số tiền nào được không ạ? Tại vì anh chị biết cái công thức của người thành công rồi, suy nghĩ thì dẫn đến cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động thì tạo ra kết quả. Việc của các anh chị là ngay bây giờ, ngay lúc này anh chị cần, việc anh chị cần làm là phải thay đổi cái suy nghĩ, cái niềm tin và những cái thói quen của mình anh chị nha. Những cái cảm xúc, cảm nhận về tiền của mình đó, về cái sự giàu có, về cái sự giàu có này, về kinh doanh nè, về bán hàng, về marketing, thì khi đó các anh chị sẽ có cảm xúc mới. Anh chị có hành động mới và sẽ sinh ra gì ạ? Sinh ra kết quả mới. Đó là một cái hành trình anh chị ha, hành trình phi thường đó, tại vì không phải ai cũng vượt qua để đi đến cái đích thành công của mình đâu ạ. Đúng anh chị ơi, bao nhiêu trong số anh chị chúng ta hiểu rõ cái sự chia sẻ mà Thư vừa nói thì comment tôi đi ạ. Rồi, rất là tuyệt vời luôn các anh chị. Thì anh chị ha, khi mà anh chị tham gia nhóm rèn luyện của câu lạc bộ chúng ta thì rất là tuyệt vời luôn. Có một chị chia sẻ, chị vừa vừa ra quyết định mạnh mẽ là đã và đã đăng ký thành công để tham gia vào nhóm rèn luyện của câu lạc bộ, thì Thư chia sẻ với các anh chị, Thư tin chắc chắn rằng là đó là quyết định sẽ thay đổi cuộc đời của chị, bước sang một trang mới luôn. Tham gia cái buổi chia sẻ cho giá trị cộng đồng mới có ít ngày thôi mà thế là chị đã được hướng dẫn, chị khao khát quá và đã hỏi cái vị nhóm trưởng của mình và đã được hướng dẫn cách để tham gia nhóm rèn luyện, và chỉ vào luôn.
Thì chị ấy là một người có chỉ số hành động cao ha các anh chị ha, các anh chị phải chị duy trì điều đó các anh chị. Các anh chị phải duy trì điều đó liên tục mỗi ngày, giống như là cái bữa ăn tinh thần. Ăn thì bình thường cái cơ thể vật lý này chúng ta cũng phải cho nó ăn mỗi ngày mà đúng không? Thì cái này cũng vậy các anh chị ha. Và cái tinh thần, cái không thấy được cũng vậy luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua và tìm hiểu sâu hơn về cái cách vận hành của sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn độ mạnh. Khi nào các anh chị hiểu đây, các anh chị hả, anh chị nào mà hỏi thôi là hỏi câu lạc bộ là cách ứng dụng cực kỳ hiệu quả và đạt cái mục tiêu của mình đúng không? Dạ vâng, đầu tiên giống như hai người đang yêu nhau mà đi, mà hai người đang nhau mà muốn cưới nhau đi, thì muốn thì phải hiểu nhau mới cưới đúng không? Không lẽ mới lần gặp đầu tiên là bảo xong tiếng sét ái lần xong rồi á là hỏi là cái đối phương là will you marry me liền đúng không? Nghĩa là bạn ơi, bạn không cưới tôi không á, thì cái người kia, cái người được hỏi sẽ gọi là bị lúng túng các anh chị. Ủa mới gặp chưa được 30 phút mà đòi cưới rồi. Như vậy thì các anh chị muốn luật ứng dụng luật hấp dẫn muốn hiệu quả thì các anh chị phải hiểu, các anh chị phải hiểu về luật hấp dẫn nha. Giống như là các anh chị mong muốn sử dụng điện thì anh chị phải hiểu cách dùng điện cách hiệu quả mới dùng điện cách hiệu quả được đúng không? Mà điện không phải là không có ai tạo ra, là đấng sáng tạo tạo ra các anh chị ha. Nhưng mà chứ không phải là một con người nào tạo ra hết, và mà là con người tìm thấy, con người tìm ra, các anh chị phát hiện ra, và con người nghiên cứu và tìm ra cái cách làm thế nào để thắp sáng cả cái ngôi nhà và cả cái thành phố. Còn nếu như mà chúng ta không biết cách sử dụng dòng điện á thì sẽ không có an toàn, không an toàn tí nào hết. Và vì nó có sức mạnh mà anh chị ha, đúng không ạ? Nó có sức mạnh. Nếu như mà chúng ta không biết cách sử dụng điện thì nó sẽ gây ra những cái thiệt hại cho mình anh chị ha. Thì tương tự như vậy, sức mạnh tiềm thức đó không phải ai tạo ra hết mà là con người tìm thấy anh chị, con người phát hiện ra, đấng sáng gọi là tạo hóa đã tạo ra là có như vậy rồi các anh chị ha. Việc của chúng ta là phải học cách sử dụng làm sao để mà tạo ra được lợi ích cho bản thân mình. Anh chị biết không ạ, khi mà doanh nhân thành phố chúng ta hiểu được cái cách mà ứng dụng cái cơ chế hoạt động của tiềm thức anh chị ha, thì cuộc đời của doanh nhân với thành phố đã thay đổi một cách ngoạn mục luôn. Và thư phải đến gần đây các anh chị ha, sau một thời gian học tập và rèn luyện cùng câu lạc bộ thì thư cũng mới chạm được đến, dần chạm đến cái điều này và thư nhận ra là trước giờ mình đã ứng dụng nó chưa đúng anh chị, thành ra là cái kết quả mình á nó vẫn chưa như ý mình mong muốn. Nên là phải, các anh chị nào nếu gặp cái điều đó thì mình cũng bình tĩnh anh chị ha, mình học lại từ đầu ha. Học lại từ cái cơ chế của tiềm thức. Và giống như thư đã chia sẻ cho anh chị ha, thì trong cuộc sống chúng ta nếu như anh chị mong muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, anh chị phải học ít nhất là các anh chị phải trở thành một bậc thầy sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, có nghĩa là các anh chị học cách trở thành con cưng của vũ trụ, để anh chị đi đến đâu anh chị cũng sẽ mang đến những cái điều may mắn thuận lợi. Anh chị mong muốn cái gì thì mình cũng sẽ biết cách để mình đạt được cái đó anh chị nha. Thứ hai là mình học về tư duy của người thành công và giàu có, cũng như là niềm tin của những cái người thành công giàu có anh chị. Biết những cái người thành công ở trong cái lĩnh vực của mình họ có những cái niềm tin gì, phát triển tư duy gì, gia tăng tư duy gì. Các anh chị mong muốn có kết quả 100 triệu, 200 triệu một tháng đi, thì anh chị phải biết cái người có thu nhập 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu một tháng họ có nghĩ, họ nghĩ cái gì chứ. Và cái thứ ba là chúng ta cần phải học cái kỹ năng anh chị. Hiện tại nếu mà các anh chị đang mong muốn gia tăng cái thu nhập của mình thì anh chị phải học thêm kỹ năng giống như là bán hàng, kỹ năng về kinh doanh, kỹ năng về đàm phán, về lãnh đạo, đúng không ạ? Kỹ năng anh chị về tư duy anh chị, kỹ năng thì mình phải cài đặt anh chị. Kỹ năng thì mình học ha, còn tư duy thì mình cài đặt anh chị nha. Thì chúng ta cài đặt tư duy của những người thành công giàu có, và kỹ năng tư duy mình học và mình cài đặt ha.
kỹ năng thì mình học, tư duy thì mình cài đặt. Thì trong những ngày sau chúng ta, đặc biệt là trong nhóm rèn luyện của câu lạc bộ thì sẽ được, nên chị sẽ được học. Và trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng ha, thì các anh chị sẽ được học kỹ hơn về những cái kỹ năng ha, và tư duy. Còn bây giờ chúng ta sẽ học về sức mạnh tinh thần và luật hấp dẫn cơ bản anh chị ha. Có ba quy luật anh chị, khi mà các anh chị ứng dụng sức mạnh tinh thần và luật hấp dẫn, các anh chị phải nắm rõ để biết mọi điều trong tâm trí mình trở thành sự thật. Quy luật thứ nhất là quy luật niềm tin, anh chị ghi lại ha. Quy luật đầu tiên là quy luật niềm tin. Quy luật của cuộc sống anh chị là quy luật niềm tin. Anh chị tin sao thì cái kết quả của anh chị như vậy, niềm tin thế nào thì kết quả sẽ như vậy anh chị. Niềm tin không đúng không sai, quan trọng là anh chị tin sao thì nó sẽ xảy ra đúng như vậy với anh chị thôi. Có thể là nó đúng với các anh chị nhưng nó với người khác, người ta nhìn thì không đúng. Là khi mà biết về quy luật niềm tin này thì Thư cũng ít khi nào mà đôi co tranh luận. Đương nhiên là tất cả các anh chị doanh nhân của chúng ta thì đều tích tốt nghiệp cái bài học này rồi và đã đi trước rồi, cũng đã rèn luyện được cái điều này rồi các anh chị ha. Tại vì góc nhìn của mỗi người mỗi khác, chúng ta phải tôn trọng. Và có một điều anh chị, khi mà đến với câu lạc bộ thì Thư được học thì Thư mới biết anh chị ha. Khi mình nhận ra là ok đúng rồi, mình phải tôn trọng góc nhìn của mỗi người đúng không? Nhưng cái điều quan trọng là mình nhìn góc nhìn của người thành công, mình phải biết cái người thành công người ta nghĩ gì anh chị. Giống như Thư hỏi anh chị nha, một cái thành công á, cái người ở trên người ta nhìn xuống một cái số 6 không? Viết một cái số 6 thì người ở trên người ta nhìn xuống thì người ta sẽ nhìn nó là số 9. Ở dưới nhìn lên thì sẽ là số 6. Nhưng mà cái người nhìn ngang thì chỉ thấy cái số 0 thôi, cái o tròn thôi. Thì theo anh chị ai là ai đúng? Số 9, số 6, đáp án nào mới đúng? Số 9, số 6 hay là cái vòng tròn? Ai cũng đúng anh chị. Là lý thuyết. Lý thuyết là ai cũng đúng. Nhưng mà cái câu trả lời đúng nhất đó chính là cái người nào giàu á, là người đó đúng. Người nào thành công, người đó đúng. Tại vì thành công thì nói cũng được công nhận hết anh chị. Tại bây giờ nếu như mà bảo là em đúng ok, thì chắc chắn một điều là ai cũng có niềm tin, ai cũng có cái niềm tin và cái quan điểm riêng, cái góc nhìn riêng của mình. Nhưng nếu anh chị muốn thành công thì anh chị phải biết được rằng là cái niềm tin hiện tại của mình nó không đúng ở chỗ nào. Các anh chị phải sẵn sàng loại bỏ những cái niềm tin của mình để bắt đầu cài đặt lại cái niềm tin mới, tạo ra cái kết quả thành công, được không anh chị ơi? Anh chị có sẵn sàng không ạ? À? Hay là đứng cãi? Thấy doanh nhân, các anh chị doanh nhân câu lạc bộ chia sẻ, anh chị nhóm trưởng chia sẻ rồi, hay là Miss Thanh Tú, hay là anh Mr. Công Minh, thì mình bảo là đứng đó mình cãi hả? Tôn trọng cái góc nhìn của mỗi người anh chị ha. Nhưng mà nếu anh chị cho là cái niềm tin đó mà bao nhiêu năm nay á, anh chị vẫn đang chưa giàu, thì có nên giữ không ạ? Có nên giữ không anh chị ơi? Giữ rồi mấy năm nay có giàu được không anh chị? Đâu có giàu được đâu, giữ làm gì ha. Sẵn sàng thay đổi anh chị nha. Người thành công á là họ ngay từ bản thân của họ, họ luôn sẵn sàng thay đổi và họ đón nhận, chấp nhận những cái người họ chấp nhận. Còn những cái người mà không thành công, họ luôn suy nghĩ là họ giống như là họ cam chịu anh chị, họ chỉ tự bảo vệ cái góc nhìn của họ thôi, cái quan điểm của họ thôi. Nên là niềm tin đó, nó không có đúng, không có sai anh chị. Quan trọng kết quả mà niềm tin đó mang lại là gì. Và nếu việc của chúng ta là nếu mình nhận ra là cái niềm tin bao nhiêu năm qua của mình á, nếu mà mình đã, nếu mà cái kết quả của mình thôi ok thì nó không ok thì sao, mình phải reset lại anh chị ha, làm lại ha, bứng nó lên, xóa nó đi anh chị ha, cài đặt lại. Chứ nếu mà mình tôn trọng cái góc nhìn của nhau thì lý thuyết anh chị ha, nhưng mà cái góc nhìn của mình á mà nó đang
là cái góc nhìn của người không giàu. À, mà mình kêu tôn trọng thì cũng được, nhưng mà thấy, nhưng mà tại với câu lạc bộ thấy những người mà không thành công thì thua, thì muốn chia sẻ, biết mà mình biết thì mình chia sẻ thôi, còn cái chuyện đón nhận hay không đó là chuyện của cá nhân mỗi người anh chị ha. Nhưng mà, và nhưng trong đàm phán anh chị ha, hay là trong giao tiếp đó, chúng ta cũng nên hạn chế cái việc tranh luận với một ai đó. Nếu mà họ xin mình lời khuyên anh chị thì mình cũng chia sẻ cái quan điểm của mình, của người thành công mình. Sorry, nếu mà họ xin lời khuyên thì mình cũng sẽ chia sẻ cái quan điểm của người thành công. Mình nói là mình đọc quyển sách này nè, mình thấy là những người thành công có cái niềm tin như vậy. Thì về cái người giàu và cái người kinh doanh anh chị, nếu mà bạn muốn trở thành người thành công thì bạn nên thay đổi cái niềm tin của mình nha. Cái quan điểm của người thành công, mình thấy là mình học nè, mình ứng dụng theo có kết quả, chứ mình không đừng có nói là ồ bạn sai rồi, tôi thấy bạn nó sai lắm luôn á, trong giao tiếp là như vậy, là mình mắc một cái điểm không đúng rất lớn trong giao tiếp rồi các anh chị, và sẽ dẫn đến công chuyện luôn đó nha anh chị nha, được không ạ? Và cái quy luật niềm tin anh chị, là anh chị tin sao thì cuộc đời của mình sẽ như vậy, anh chị tin sao là anh chị là người như thế nào, anh chị sẽ đạt được cái kết quả như thế luôn, anh chị sẽ trở thành cái con người như vậy, anh chị cảm nhận như thế nào thì mọi người xung quanh sẽ nhìn thấy điều đó. Cho nên bây giờ mình nghe xong rồi, cái này là cái lý thuyết anh chị phải ứng dụng như thế nào để anh chị trở thành thành công, là người thành công đây. Bây giờ mình phải tin như thế nào để mình là người thành công, và sau đó thì từ cái niềm tin đó mình có thể trở thành cái người thành công giàu có. Đây mới là điều cần phải quan tâm anh chị ha. Chứ trước giờ mình cứ nghe mọi người bảo là mình tin sao thì như vậy, thì mình cảm nhận và mình như thế nào thì mình sẽ đạt được kết quả như vậy. Rồi bây giờ ứng dụng sao, đúng không ạ? Làm sao để mình tin? À thì Thư sẽ cùng với các anh chị tìm cái câu trả lời ở trong cái buổi chia sẻ tiếp theo, được không ạ? Rồi rất là tuyệt vời, cảm ơn và biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư trong cái buổi livestream này từ nãy đến giờ. Cảm ơn anh chị, hãy biết ơn chính bản thân, biết ơn tìm biết ơn vũ trụ nè, biết ơn tiềm thức và biết ơn chính bản thân mình vì đã lựa chọn cái sự phát triển các anh chị ha, mà chúng ta đang đi thuận theo quy luật của tự nhiên, đó là mỗi ngày chúng ta phát triển bản thân mình lên, học những cái kiến thức mới để gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên, được không ạ? Rồi rất là tuyệt vời, tôi xin chúc cho các anh chị là ngày hôm nay từ giờ cho đến hết ngày là các anh chị có thật là nhiều thành công, mọi điều thì thuận lợi, đặc biệt là những anh chị nào kinh doanh thì đơn hàng đến ồ ạt các anh chị nhé. Rồi xin chào.